Thưa quý vị, đây là chương trình bình luận của Viettv Network. Bài bình luận hôm nay được viết bởi nhà bình luận JB Nguyễn Hữu Vinh, có nhan đề Phúc thành tội, thượng hay phạt. Thưa quý vị, thời gian qua tại Việt Nam, một loạt sự kiện bất thường đã xảy ra làm xôn xao dư luận. Đó là liên tiếp những cuộc họp hành bất thường của Đảng để lôi cổ người nọ người kia ra khỏi chức vụ, rồi sau đó cái gọi là Quốc hội lại phải họp bất thường để mà đi theo, để mà tố trác lên những cái bất thường của Đảng, một bức tranh vẽ mang màu sắc dân chủ. Thế là các phó thủ tướng rồi chủ tịch nước liên tiếp bị đuổi ra khỏi chức vụ của mình một cách bất thường qua các cuộc họp bất thường của Đảng, rồi cũng sau đó đám Đảng và Quốc hội kia lại tiếp tục những trò bất thường để rồi bất thường bầu lên những chức danh vừa bị Đảng lôi cổ xuống khỏi chiếc ghế của mình. Thế là đất nước bỗng nhiên có được một chủ tịch nước mới, một chủ tịch được cấu tạo một cách bất thường. Và chỉ cần một thời gian ngắn ngủi vài tháng thì những vụ việc bất thường ở Việt Nam đã trở thành bình thường trong đời sống chính trị của đất nước. Bởi vì vốn gì ở cái đất nước này chấp nhận một cái chế độ độc tài không bình thường với cả trăm triệu dân vốn được ca ngợi là kiên cường, là anh hùng, là bất khuất đã là một sự bất thường hết sức vĩ đại. Thưa quý vị, điều hài hước là người dân Việt Nam cứ há hốc mồm ra nhìn Đảng biểu diễn cái màn bi hài kịch một cách sống sường mang lên bầu cử. Đó là Đảng hô hào sẽ giới thiệu nhân sự để cái gọi là Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới. Thế nhưng tiền cho dân, đến khi Quốc hội đã đưa ra lục tục ngồi vào ghế để giơ tay sẵn thì Đảng mới thò ra một người để bầu lấy một chủ tịch nước, và hiển nhiên là kết quả phải là 100%. Thế là sau những màn tranh cướp đấu đá khốc liệt thì nhân dân lại được Đảng dí sẵn cho một ông chủ tịch nước. Thế rồi cũng bàn giơ tay thề thốt, thế rồi tôi xin thề sẽ phấn đấu, sẽ hết mình, sẽ nọ, sẽ kia để mà đi theo cái màn người dân đã thuộc lòng kịch bản. Và người ta chán, bởi vì mấy năm trước Trần Đại Quang cũng đã giơ tay thề thốt ý nguyên như thế cho đến khi chết bất đắc kỳ tử ngay trên ghế chủ tịch nước vì virus lạ. Rồi sau đó người dân mới thấy anh ta thể hiện mình là một vua chúa hơn cả thời phong kiến với lăng mộ đình đám. Anh ta sổ toẹt vào lời thề, thực hiện câu ca dao thành xây xương linh, hào đào máu dân để nhằm tôn sùng cá nhân của anh ta còn hơn vua quan phong kiến ngày xưa. Bởi vì mới hơn một chục tháng trước thì Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giơ tay thề thốt dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cứ tưởng rằng anh ta nói thật, rằng cờ đỏ sao vàng là thiêng liêng thật thì anh ta sẽ không bao giờ phù lời thề đã thốt ra dưới cờ. Cứ tưởng rằng nếu anh ta coi trọng cái gọi là Quốc hội cử tri cả nước thì anh ta sẽ chỉ công vô tư để mà phục vụ nhân dân. Thế nhưng lại là lời thề cả trê chuối ống của một người cộng sản. Chỉ mấy tháng sau, cái gọi là tuyệt đối trung thành của anh ta được thể hiện. Người dân đã lôi ra đủ thứ để chứng minh cho cái gọi là tuyệt đối trung thành của anh ta là gì, trung thành với ai và được thể hiện ra sao. Trong buổi bàn giao chức vụ chủ tịch nước mới đây, anh ta còn vớt vát và nói thêm rằng gia đình tôi, vợ con tôi không dính líu đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á bao giờ. Câu nói này đặt ra cho thiên hạ thấy một điều bất thường, rằng Đảng nói rồi anh ta phải xuống thôi, cái ngai vàng chủ tịch nước chỉ vì trách nhiệm của anh ta để đồng bọn phạm tội mà thôi, chứ Đảng đâu có nói gì liên quan đến Việt Á, Tàu Á hay Tây Á nào đâu. Vậy cỡ sao không khảo lại cứ tự xưng là sao? Thật ra
mà người dân thiên hạ đã chẳng đồn đại từ bao giờ chuyện Mỹ Anh bị gạt ra bất thường vì lý do gì, bao giờ đảng sẽ tiến hành bất thường và sẽ bất thường đưa ai lên để mà thay thế. Dân tình biết tóc tông rằng các anh cứ lại tiếp tục các cái bài bịt bắt bắt dê đối với dân chúng. Nhưng màn thưa không bao giờ che nổi mặt thánh. Những trò bi hài của đảng sao mà che nổi những con mắt cảnh giác của nhân dân. Và thế đất nước này đột ngột mất đi một chủ tịch nước vốn đã được đảng chọn lọc một cách hết sức kỹ càng, để thấy rằng dù đạo đức, dù tư cách, dù tài năng, dù sự trong sáng, sự kiên định và gương mẫu tuyệt vời để giới thiệu cho thiên hạ, cho quốc hội bầu lên làm chủ tịch nước. Và nếu như cái gọi là từ chức vì cấp dưới sai phạm là có thật, như trường hợp Nguyễn Xuân Phúc ra khỏi ghế chủ tịch nước, thì kẻ nào đã giới thiệu Nguyễn Xuân Phúc, đã cho Nguyễn Xuân Phúc vào các chức vụ ấy, từ ủy viên Trung ương, rồi ủy viên Bộ Chính trị, rồi Thủ tướng, rồi chủ tịch nước, thì kẻ đó phải chịu trách nhiệm ra sao, có lý do gì để được miễn trách nhiệm này hay là không? Đó là chưa kể chỉ chục năm qua đã có vài trăm ngàn đảng viên bị kỷ luật, hàng chục ủy viên Trung ương Đảng, hàng chục ủy viên Bộ Chính trị, tướng tá đô đốc đua nhau vào tù, mà tất cả những nhân vật tội phạm đó đều đã được sàng lọc rất kỹ lưỡng dưới sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp của trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng là Nguyễn Phú Trọng. Và trách nhiệm nào của Nguyễn Phú Trọng ở đây? Trách nhiệm nào để rồi cái chân chủ tịch nước cứ tưởng là phúc lại hóa ra là tội? Trở lại chuyện đảng tiếp tục mang hài kịch bất thường để lôi lên ghế một nhân vật đó mới có tên là Võ Văn Thương. Và người dân lại tiếp tục thấp thỏm hỏi nhau liệu nhân vật này thì đất nước sẽ được thương hay là bị phạt. Người ta bàn tán, người ta đồn đoán, người ta bình phẩm rằng thì để bầu chủ tịch nước là của dân, sao đảng lại cứ làm cái trò mèo kiểu bí mật, kiểu cứ bịt mắt bắt dê và dân chúng vậy, cứ tưởng rằng kịch bản nào khác chứ đưa Võ Văn Thưởng lên ghế này thì dân tình đã biết từ tám hoán, đã bàn tán cả bia rượu, cả thuốc lào từ xưa đến nay, chứ là gì cái trò thấu cái này mà đảng phải bí mật, chỉ tổ tổn hại thêm cả đống tiền để đám đảng viên, rồi lại còn quốc hội ngồi biểu diễn trên hội trường làm ngao ngán thêm vỡ tuồng, không ai thấy hấp dẫn. Bởi vì người dân Việt Nam thì nhân vật chính của vở tuồng này đã chết ngay từ ngày mới mở màn, bởi chẳng ai là gì Võ Văn Thưởng. Mấy năm qua trên chính trường Việt Nam, Võ Văn Thưởng đã thể hiện rõ ràng những vai trò, trí tuệ, khả năng và nhận thức của mình tương đương một con vẹt không hơn, không kém. Hiển nhiên là người ta biết rõ Võ Văn Thưởng sinh ra, lớn lên và leo lên cao bằng cái lưỡi, bằng khả năng vuốt đuôi, bằng kỹ năng nổi leo mà chưa hề có bất cứ một công việc lĩnh vực nào để có thể hiện được năng lực của mình. Thậm chí câu nói mà đám thanh niên ngộ ngạo và quan chức ngày nay thường dùng hàng ngày, mày có biết bố mày là ai không, thì hiện ra được dư luận cả nước đặt ra cho Võ Văn Thưởng mà chưa có lời giải đáp. Bởi vì dám ba cái công việc, cái chức vụ như đoàn thanh niên, Phó Bí thư Thành ủy, Ban Tuyên giáo đều là những công việc của con vẹt. Leo lên được những chiếc ghế đó là việc của những con ốc sên, chứ không phải là việc của những người có năng lực để phục vụ nhân dân. Cũng không cần nhìn những công việc mà anh ta đã làm hoặc sẽ làm, chỉ cần nghe những câu anh ta nói có thể hiểu và đoán được những gì anh ta sẽ làm và khả năng của anh ta ra sao. Ngay trong lễ tuyên thệ, ông Võ Văn Thưởng đã nói vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần nghe như thế, người ta đã rõ ràng vậy là đất nước lại tiếp tục có một tên ngáo đá làm chủ tịch nước. Bởi chẳng cần giải thích thì ai cũng rõ cái gọi là chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đã nguyên hình là một trò lừa bịp quá lỗi thời rồi. Người ta cứ tưởng rằng căn bệnh tâm thần hoang tưởng đã được thể hiện qua
miệng lưỡi Võ Văn Thưởng xưa nay chỉ là một bệnh bộc phát, nhưng đến nay thì có thể khẳng định và xác nhận rằng đó là một căn bệnh mãn tính không thể nào chữa được. Và người dân nếu thấy được một điều, mang hài kịch trong vai chủ tịch nước vốn có truyền thống từ thời Nguyễn Minh Triết truyền lại cho Nguyễn Xuân Phúc, nay sẽ được phát huy mạnh mẽ với nhân vật Võ Văn Thưởng, đó là một điều hết sức chắc chắn. Bởi cha ông ta đã có kinh nghiệm từ xưa rằng chim khôn học tiếng rạch rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Với những kẻ ngạo đá đây thì rõ ràng là phúc chính là tội và thương sẽ là hình phạt mà thôi. Thưa quý vị vừa nghe xong bài bình luận của JB Nguyễn Hữu Vinh viết ngày 13 tháng 3 năm 2023. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này.